Xin chào anh em, mình là Tiến. Và ngày hôm nay đồng hồ chị đã kết quát sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm đến từ thương hiệu Hamilton. Và sản phẩm đang nằm trên tay của mình đây, có cái tình trạng là mới nguyên 100% full box anh em nhé. Sản phẩm của chúng ta là thuộc dạng thuộc dòng Hamilton đây đấy. Chiếc này của mình thì còn mới nguyên, chưa qua sử dụng, còn full box và có một cái tông màu xanh rất là đẹp. Với cái size mặt là size 40 thì anh em có cổ tay từ 15.5 cho đến 16.5 thì lên tay rất là đẹp cũng như là vừa vặn. Mình sẽ lên tay thử cho anh em được trải nghiệm qua. Trên cổ tay của mình có cái chu vi là 16.5. Phần lắc chu lắc rất là ôm tay. Anh em có cái cổ tay to một chút thì chúng ta lên tay rất là đẹp. Mặt xanh khá là cuốn. Đi kèm với đó là bộ dây da màu đen, cùng các đường chỉ khâu tay rất là tỉ mỉ. Đi kèm với bộ dây này thì chúng ta sẽ có một cái khóa xiên bằng thép không gỉ rất là đẹp. Bộ dây đầu 2018 dòng chữ Hamilton rất là đẹp ở đây. Đi đến phần mặt của chiếc đồng hồ thì anh em có thể thấy đặc biệt của cái dòng day date này thì ở góc 12 giờ sẽ có một cái ô lịch ngày với dòng chữ hiện tại đang ở trên cái sản phẩm của chúng ta là Sunday đây. Dòng chữ Hamilton thì được đặt ở góc 12 giờ. Và ở góc 6 giờ thì sẽ có dòng chữ Automatic và Swiss Made. Và đặc biệt hơn đó chính là một cái ô lịch ngày. Cái ô lịch ngày ở góc 6 giờ thì quan niệm cho anh em rằng đó chính là một cái ô lịch lộc, mang đến cái tài lộc và may mắn cho cái người sử dụng cái sản phẩm Hamilton Day Date này. Bộ kim cọc thì được thiết kế theo dạng là bộ kim cọc vạch và bộ kim thì được thiết kế theo dạng kim mũi giáo khá là sắc bén, cũng như là được phủ một cái lớp lume ở phía trên để cho anh em trải nghiệm tốt nhất các cái thông tin về giờ trong cái điều kiện ánh sáng không cho phép. Mặt thì được trải tia sunburst rất là đẹp ở đây. Mình sẽ phóng to lên một chút để anh em được nhìn kỹ hơn về cái mặt sunburst này. Rất là đẹp phải không anh em? Mặt kính thì được trang bị mặt kính sapphire nguyên khối chống xước, cũng như là có một cái độ cong nhất định tạo thành một chiếc kính lúp để phóng to tất cả các cái chi tiết trong cái phần dial này. Thân vỏ thì được phay bóng lẫn phay xước khá là trau chuốt và tỉ mỉ. Về phần núm thì sẽ được in một cái dòng in một cái logo chữ H, logo của thương hiệu Hamilton, và được khía các cạnh xung quanh tạo cái độ chắc chắn khi mà chúng ta điều chỉnh các cái thông tin liên quan đến cái phần dial của chiếc đồng hồ. Về các thông tin phía sau thì anh em có thể thấy dòng chữ Swiss Made, một cái mã seri ở đây. Mã seri của chiếc đồng hồ này là GQA N19HCM, water resistant đến 5 bát cho anh em đi mưa và rửa tay thoải mái. Một cái mã sản phẩm là H325051. Trên quả văng thì có dòng chữ Hamilton và dòng chữ 25-25G-Way Switch. Bộ máy đã được trang bị 25 chân kính với cái thời gian tích cót lý thuyết lên đến 80 tiếng và tần số dao động là 28.800. Tăng cái khả năng sai số cũng như là tăng cái độ hoàn thiện cho chiếc đồng hồ này lên. Rất là đẹp trên một cái sản phẩm Hamilton Day Date này. Cái tông màu xanh cũng được đánh giá là một cái tông màu là khá là được ưa chuộng trong những cái năm gần đây mà anh em săn tìm rất là nhiều. Trên phần khóa này sẽ ghi một cái dòng chữ là 205 Stainless Steel FD 0318. Rất là tỉ mỉ. Và để sở hữu sản phẩm này thì hiện tại bên mình đang bán ra với một mức giá là 11.500.000 đồng. Rất là tiết kiệm cho anh em khi mà chúng ta mua tại các hệ thống về sản phẩm đồng hồ chính hãng trên toàn quốc. Và mọi sản phẩm bán ra tại Catwalk thì đều cam kết chính hãng 100% và bao check chính hãng toàn quốc và đi check bất cứ nơi đâu mà anh em cần. Và nếu như mà anh em đang có cái nhu cầu quan tâm đến một cái sản phẩm đồng hồ chính hãng nào đó mà chúng ta chưa biết được là sản phẩm thật giả như thế nào, thì chúng ta có thể gửi hình ảnh các cái chi tiết góc cạnh qua Zalo mà mình đã để trên số điện thoại ở đây để anh em mình được tư vấn cũng như là được trao đổi các cái kiến thức về đồng hồ chính hãng.
Và để sở hữu sản phẩm này thì anh em đừng quên để lại các cái thông tin dưới phần bình luận cũng như là các cái phần đóng góp của video để Catwatt ngày một đưa ra cho anh em những cái video review về sản phẩm đồng hồ chính hãng chất lượng nhất gửi tới quý anh chị em khách hàng. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Hẹn anh em tại các video tiếp theo. Xin chào anh em.